Rồi, alo anh em nha. Em mới về em Luffy lấy kiên đốt mới mở ra check luôn anh em ơi. Nó lười quay mấy cảnh mở ra quá nên mở ra luôn cho anh em coi nó Luffy G2 của Licking Dog Studio nha. Em này thì không có thẻ gì hết. Giá em này rất là rẻ thôi. Lên quanh đâu đó tầm 1,5-1,8 ha. Đó. Cũng may là mở ra check thì không có gãy vỡ gì cả, có hai đầu thay thế luôn. Đó, mình tháo ra rồi. Mình nó bọc lực, nói chung là con này bọc khỉ càng lắm anh em ơi. Đó, mấy cái chi tiết có bốn cái effect trong trong nè, không có gãy gì hết. Đó, khá là đẹp, hợp lý luôn. Tại vì studio đóng gói kỹ càng mà. Con này nó có rất là nhiều màu luôn. Mấy cái Luffy G2 mà xuất hiện trong các arc như là Enies Lobby, rồi arc arc nào ở đảo Boa Hancock á, đảo đối đảo gì tôi quên mất tiêu rồi, đảo phụ nữ á, rồi arc Thera Park nè, Marineford nè. Mấy cái bản mà tạo hình Luffy G2 trong các ad trước time skip á là nó làm hết. Tôi lấy cái bản đầu tiên, lần đầu tiên mà Luffy sử dụng trạng thái G2 là ở ad Enies Lobby lúc giải cứu Robin anh em nhé. Anh em nào bỏ gõ Luffy G2 ra nó sẽ ra cái này nè, cái khung cảnh đánh với thằng nào trong CP9 á đó nha. Quần áo đỏ quần đen đấy, áo đỏ quần đen lần đầu tiên Luffy G2 xuất hiện là mình lấy cái này. Do mình thích cái màu, thích cái gì đầu tiên trình làng mở ra mua luôn đó. Ok, bây giờ mình sẽ lắp ráp anh em nhé. Mình em đợi mình gắn clip lắp ráp cái đã. Ok, hello các bạn nha. Giờ mình bắt đầu lắp ráp đó nha mấy bạn. Đây. Quá đẹp. Đây mình gắn cái tay vô cho nó đứng dưới cái đã. Ok luôn, ngon lành. Đây mình gắn cái hiệu ứng này nha. Đấy. Không biết mấy bạn nghe được không ta? Đó, biết mấy bạn có nghe không? Nó hít cũng được thôi à. Dưới đây nó cũng hơi ồn quá. Đó, ok chưa? Ngon lành luôn. Đấy, ngon lành luôn. Này thì nó có hai đầu thay thế luôn, nhưng mà mình thích cái đầu mà phun ra khói như thế này, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đầu này nhìn nó hơi hiền một chút nha. Đó. Đây nó có cả cái mũ rơm. Đó, mũ rơm thì cũng may cái dây nó không gãy, nó có một cái khớp 500 ngày đây để gắn. Để mình gắn thử nha các bạn. Rồi, ok, gắn cái vô luôn. Gắn cái đầu này, đầu đợt này không có lỗi tóc gì hết. Khá là hoàn hảo luôn. Gắn cái bạc. Đó, quá trình lắp ráp resin chỉ có vậy thôi anh em ơi. Nhiều anh em lại thích nghe âm thanh người coi mình lắp ráp á. Thường mình quay video mình up nhanh á, mình ghép nhanh cho anh em coi á, clip 30 giây, 40 giây là đủ rồi, coi nhiều quá ngán á. Viết dài cho ông nào thích đam mê với cái coi từng công đoạn á. Còn này mình còn nhiều mô hình quay mệt lắm anh em ơi. Ngày mình phải quay 2-3 clip nữa, nó dài kịch bản như khi mình đâu biết mình nói gì đâu. Đó. Con này Luffy G2 á, trạng thái G2 luôn xuất hiện ở Enies Lobby. Ông nào quên thì về coi lại cái act đó sẽ thấy lần đầu tiên xuất hiện luôn. Đó, rất là đẹp ha. Nó studio có tặng cho cái đồ mà để đầu luôn hay. Tôi thích cái sự tinh tế như này. Đó, ok. Bây giờ tôi sẽ quay cận cảnh chi tiết cho anh em coi con này. Đó, ok chưa mấy bạn? Lắp ráp xong nó sẽ như vậy nhá. Chương trình cao nhìn xuống sẽ thấy khuôn mặt hơn, chương kiểu này nhìn lên thì không thấy khuôn mặt gì cả. Đấy. Khuôn mặt của Luffy rất là tức giận luôn, lúc này đi giải cứu Robin nha. Ác này hay lắm á. Đó, mặt Luffy rất là căng luôn. Quyết tâm giải cứu người đồng đội của mình. Đấy, còn đây cái đầu nó như tụi đã nói rất là hiền luôn. Cái mặt cái đầu nè, cái khói của nó nè. Đó. Đấy, trạng thái mới. Khói xung quanh làm đục đục đó, nó làm màu đục đục đục, nhìn cũng rất là hay ho luôn. Các khớp 500 thì hết ok, hết ok, nhưng mà lỏng hay không thì để mình đụng vào là mình biết nha anh em. Nó sẽ tuy là hít nè, hít rất là hít chặt, nhưng mà nó sẽ có lỏng nhé, đụng vào. Nhưng mà ai chơi mô hình là để ngắm mà, chứ không phải chơi mô hình để phá để đụng vào nhé. Đấy, nên là để yên như vậy thì nó vẫn vậy thôi, chứ đừng có bị đặt gung gung gớt nó bể nữa. Đó, mấy mô hình này nó dễ vỡ lắm, do chất liệu resin rất là dễ vỡ nha. Chân Luffy thì vết sẹo thẹo không à, đánh nhau còn thẹo đầy mình luôn, rất là nhiều thẹo ha. Rồi mình sẽ xem coi cái chân của nó, cái chân của nó làm khá ui trời ơi, nó làm cái chân mà đến nỗi mà chi tiết nha.
cái giày dép cũng đẹp, chân mạnh dầm, cái móng chân mà xung quanh có đổ máu anh em biết không, y chết lão nói từ đó rồi, có hơi có nhẹ tí sốt cà ngay cái chân, làm thêm đẹp thêm chi tiết cho nhân vật ha, nhìn nó thật hơn đó. Rồi tiếp theo là mấy cái vết sẹo thì không cần nói rồi, nhìn bộ đồ nè, bộ đồ làm khá là trơn tru và đẹp, con này ở ngoài nhìn to hơn hẳn luôn anh em ơi, lúc đầu mình đặt về mình tưởng nó nhỏ, tưởng nó vừa vừa thôi đó. Con này thì có một mẫu FZ của Luffy 2 FZ Figure Zero của hãng Bandai là cái dòng đó, giá cũng 1,5-2,000 á, nhưng mà mình chọn mô hình, chọn hàng Licking Top này tại vì resin nó làm đẹp hơn, dạ, chất liệu lại ngon hơn nữa, tuy là nó không có bản quyền như hàng bản quyền của Bandai nha, nó là PVC, còn này là chất liệu là resin đấy, nên mình ưu tiên con này hơn, mình thích con này hơn nữa. Rồi cái quần nó làm ui dồi ôi, cái nón nó làm chi tiết quá anh em ơi, anh em dòm chi tiết của nó nè, rất là ok luôn ha. Xung quanh Luffy nè đấy, tư thế này đứng vẫn do có cái tay chống rồi, nếu không có tay chống thì nó cúi đầu xuống đất nhìn ở đằng sau đây nhé. Nói chung về ngoại hình của con này được đẹp, tư thế chiến đấu kinh điển rồi, chống tay xuống rất là nhiều studio làm luôn, nhưng mà thấy Licking Dog làm con này ok, giá nó lại rẻ nữa. Licking Dog nói trước nó có Licking Dog phải không ta, tôi nhớ tôi có mua con nào đúng không ta, Licking Dog là đây, Licking Dog là con ở đằng sau, size 1/2, giá là 6,8 nha anh em, rất là rẻ luôn. Hai con, con này có 1,5 thôi, 1,5-1,8 thôi anh em ơi, 1,5-1,6 gì đó, anh em khỏi coi shop nào order không. Đó, rất là đẹp luôn nha. Đấy, nay cho anh em trải nghiệm thêm mô hình resin nữa đó, kén mà coi hết video ủng hộ mình một lượt đăng ký, một bình luận và một like, một lượt chia sẻ nha anh em ơi, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Giờ này mình bệnh nên là mình ra clip nó hơi có giọng nó hơi ấy một tí nha anh em, mong anh em ủng hộ nha. Ok, mình kết thúc video tại đây nhé.